Chào mấy anh em nha, em ơi bãi có về một con súc lập hai cầu. Bánh vỏ còn được. Là quanh 2-3 năm. Còn đủ đồ hết. Nó chạy mới 8.000 7 giờ. Cầu súc lật đồ còn ok hết. Đây. Đèn đốt đồ đủ hết, không bể không bóp. Hai cầu tay lái trợ lực. Kuta 3 máy. Bánh trước bánh to luôn. Để nổ thử ra coi. Cầu dây ơi, lên cao khoảng được 3 mét. Máy móc chạy ok hết. Vô số chạy luôn. Luôn. Máy móc còn im ru. Anh em nào cần tư vấn hoặc mua hàng liên hệ số điện thoại trên video.